sông chia lô chia nia nu to chong nơi yo lu nu nhom rong y chong chua mo y rau nơi tao ti to lo cho nu no bi do y rau nia chi cứ đi phong dư lo bê chi bố sư bư con chư nó chưa bê cháu chồng chia ua lo cho nó có nhỏ chế mùa luôn chi ai gọi để phong dư hôm nay có ám mê nhị tư là chi sẵn nà phở nè chờ 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 mình chơi 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 mình chơi chơi niệm cái này thấy thà đua đang gỡ chơi phở à ngủ thấy thà đua đó yo pe yo pe xóa xe phải chơi thay cứ thứ đi chơi đi chơi làm một số mà ó lâu châu gì cậu ó cậu lâu cậu châu nên nó để cho ô cũng nói cũng dân nên suy sẵn vậy tự nhiên cũng cho ít sẻng còn nó tự nhiên thì không có ít sẻng nữa với nhiều từ mẹ từ số nhiều đấy vừa long thân ít sẻng rồi nè ê cho cái tụi mình thấy cái chỗ nó đó này mình thấy cái nó ít lần nên cổ tay anh ấy nó là ít lần phải chơi ít lần cổ tay đó ó lâu trâu gì thì cậu có ó có lâu có trâu có gì nên cậu nên có ó nên có lâu nên có trâu nên gì bé châu vậy nên cậu suy ta bé châu ta bé châu ta hay sẵn không có á đó là thế mình mà rồi thế có mấy người suy sẵn đó là để như là này tao trở này nên cậu suy ta á cho khó nào cho khả năng này cho khả năng chị tôi thử lấy chị lấy ít sẹn này tôi xuống nó ta này giờ có cái dân con nhìn cái cái đấy ít sẹn nha dùng báo ít sẹn nha này ở đây cho phải nó chỉ ít tập lớp xe kịp nữa cô tôi nhìn chị ở xin tư nó thì không như nó sai chỉ cái là dẻo kia nữa tôi xin nó gửi lên cầu chỉ tay đó thế tôi xuống nó ta chỉ bỏ sáng thì chỉ thấy nó tan đâu đưa chỉ thấy riêng thế à sáng chặt tay nên bắt tóm ba lại nên nên bao trong về mua trái địa làm ba thế cái này học qua đấy chị mua địa mà mua địa sẵn sàng rồi tôi xin nó y đó tôi tưởng ba cái sắt tưởng ba mà chị ô khưng bé chị sừng nó ăn thì tu đó sai đâu ở trên đó chị sừng nó phở lo gì tiếp tiếp lo gì tiếp tiếp hàng tiếp tiếp hàng tiếp tiếp yên tay 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 là phát cháy chút nhé ó tại giờ chúng ta kể chuyện những cái điểm sai nó cho cái điểm cho nhất thầy chỉ ó ta lời nhé rồi anh đi tiền đi tiền ó tại cho ừ cho ớt tay là nó cho xem mà nào mà dạ nhớ dạ cho nó chết lò gì á nó là biết là hy sinh, muốn nói gì, muốn nói gì có phò mới hay là, giờ bé lo tới, cái gì ơi,
giờ tiếp lời thì tiếp lo à nó chuyện cái tiếp bé bây giờ rồi cho sáu tuổi mang quá ừ cho nó cho chuyện có nó này rồi chuyện tiếp tiêu nó cái gì vậy? Nó. Anh nào tôi chỉ tính đâu vậy? Yết tay, là chỉ tay à? Rồi yết, có cổ tay đấy. Cái gì vậy? Bảo gì thế này? Học lớp chín. Yeah, nhập vào ta chơi tay này, yeah.好的呀呀那去倒了不好的犀利呢不好的犀利呢哦谁买 VV 不过不错你到底拿到你到底拿到等到那就走那就走走走走呀我说这东西是捏呵呵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 呵看到群茉莉啊，也打车带了。哦，老找下带一个同学呢，跟你个要我搞来捏了，给搞来一身的。人家群茉莉，我搞来捏的。我到那个水桶店了，呀，哎，你跑跟哪呢？赶紧停哦！老师在天呢，老师在天呢。下面都是都是省那粉儿。刚好这一个时间一了哦，你。哦。哈哈，那老板咋打？哎，接待了，你们接待了，好，老找下车，下单，是吧？饺子，我给都应都收了哈。好接待，一定好接待哈，是吧？哈哈哈哈哈哈。这然后你都去准备晒。那就走。车带了，一个车带了，呀，水都得那个，一水东西。这是打不到的，来说给他那晒呢。我
再带一、二、三、六、七、九、十、二，就我搞个一，搞一单。就这，我搞慢点呢。哟，把它还是搞起带了，讲到是方便嘛，起战争了。哎，我搞个好鬼神，你个大头。你起来鬼神，你再来。但你弟弟搞起带，讲到你也是买口袋的。你搞这。没群战舰古体古一神你也得看出来那就给他一人口气带呢哎呀那就那口气带就跟古一神我呢把他塔把塔拎得来那就那口气带就可以一神给我啊被拉到了吗啊耶老姐姐漂亮哦，一个车，他车带了呀。哦。哈哈哈哈哈。跑得比跑得快。那起来之后，哎，狗骑带过去，没尿那的。我的哈，你比那大呢。用啊，用这用这电呀，老师，那多呀，不都用啊？要我见那刚才出来了，哦，老赵一，就狗，要见那去等你来给谁呀？去，我等那去等你的口袋。你来取取蛋子啦！你挂咧，娘啊！妹妹娘啊！娘去喽，我来了，快点家去喽！哦，是快，没了，没了，过来热的干了，哈哈哈哈哈！过来热的干了，你那取蛋。大伙儿一人过，别叫带了，一人过去带嘛，你啊，来。哎，干嘛？我过带你，我过带你来干了，你那去到过去带呢？去摸了哈，赔吃不了哈。嗯。那出来那一人过去带，明天到带那一波切金的。人家那个就在人家酒楼去了，用可能那去打，你那个就来提了。哎呀，抓点老师跟过来，用我呀，用我，用姐，不谢喽。这姐姐，你去哪就变了。慢慢了，那去打，那抓，抓点抓路，那就碰见了。要对付啊！就这代个老姐姐，就找到那山西那边喏，白老老那老喊那个嘎，去一带老快急死，弄那更高的，那真的是个大洞洞那是啊。那这那大，这都是接了那那老大。哦，那是还古，那是那还。哎呦，这个树干更多，是吧？山头了，把葡萄给不补啊？给我们盖一包桶没有？阿姐。没有。你看还鱼油，那狗去逮没来呢？要包的那个大狗在前面，鱼烂了，爷爷。不要啥的，因为狗逮的，被养的在那撵了，我天哪！
我啥都不拉姐老个拉女儿周林到我们周乡林得了。用啥包啊？你家烧红椒椒，都是烧红那个，来哦。我估计去倒了，再给我倒熟哦。都啥的？有来年啊，搞这的，要给我带去来年还就都学好哦，要。我啥的？我养，我发给侬，你带着要呢。班长，那一单狗班长得叫啊，班长叫。伢煮那白带，老带他了。啊，有脚呢，那一带他了。那大啊。哦，弄嘛弄出去喽。都弄那老带哈，都是钱那老带，别那带要上街搞起来捏嘞，嘿嘛。还有钱那老带哟。对，人家都收下哟。那那是喽，啥红喽？我不拉了，他姑娘是到了，八多哈。也搞了嘞，也录，录起来也念录哟。哎，老师加油，八号。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！别读嘛，别读嘛，你这样读嘛。啊，你还不到。那个，要死了，给人打了。那老几老了，都闹了。他没路嘛，蒙古里跑路，七里走里哟。但捷路是老么？他没绕路了。他没绕路，就绕在但捷路。那那个，那那个刚才了，哦，你去找了？哎呀，这真的了，老几，我上到那叫啥啥的，伢伢几个钱呢？叫那钱呢？在那去。我找到那被晒晒，我从那那算说的，那个找剪刀被老那剪断刀，就找几脚就微微缝缝，就晒了就剪，本来不蛮新鲜的。